Bức tường nhà tầng 4 của tòa nhà 18 tầng bất ngờ rơi xuống sân, khiến một số người đứng gần hiện trường đứng tim, hốt hoảng, lo lắng. Theo nguồn tin của chúng tôi, khoảng 13 giờ ngày 22 tháng 10, tại chung cư Học viện Hậu Cần, tổ 29, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, một mảng tường của tòa nhà chung cư đã bất ngờ rơi xuống đất, khiến người dân sinh sống ở đây rất bàng hoàng và lo sợ về chất lượng chung cư. Tự rơi chứ làm gì có ai nhỉ? Nhà đi bắn hả? Tường này có cái gì đâu em, không có răng gì hết, nó chỉ xây đắp nó là gạch cái xây bao mà. Thôi, còn xây nó bao. Khung. Nói chung là xi măng vớ vẩn, cái kia chít thì không được. Một số người dân cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc là giữa trưa, nên khu vực sân của tòa nhà ít người qua lại, không thiệt hại về người. Theo ghi nhận của chúng tôi, xung quanh tòa nhà cũng xuất hiện nhiều vết rạn nứt, nhiều lô gia được cư dân ở đây xây dựng thêm nhiều tấm kính cũng đã khiến cho kết cấu của tòa nhà bị thay đổi.